karaoke. Phải nói là tuyệt vời ở mặt trời luôn, quá hay luôn. Bộ gọi là quá đẳng cấp. Một đôi loa Kenwood 2 bass 25, chép kèn siêu chép nữa. Đấy, một chép kèn rồi có hai cái chép kèn, một cái chép ở giữa đây, còn một cái đây là siêu nữa, siêu chép nha. Cái bộ này phải nói là nghe nét lắm nha. Đây loa Kenwood, loa game âm, dòng loa monitor MV5. Thì dòng này nó có rất là nhiều đời, MV5, MV7, MV9. Thì hôm nay là MV được MV5 thì giới thiệu MV5 ha. Sở hữu 2 bass 25, một hai chép, một chép kèn, cái hàm này mình gian luôn này. Mình gian. Quá tuyệt vời luôn ha. Chiều sâu của em nó là 25 phân ha. Rồi chiều cao, chiều cao nó là 60 ha. Và chiều rộng, chiều rộng 60 luôn ha. Chiều rộng 60, rộng 60, cao cao 60 và sâu thì 25 ha. Và lò rất là đẹp ha, nghe hay bày đẹp luôn. Đôi lo này còn có các phần khách rộng rộng, bày được hết luôn ha. Đấy, em mới có bày được xíu hết, gần như chút xíu thôi. Rất là đẹp. Rồi, mặt sau ở đây ha. Đây, mặt sau ở đây. Đấy, Kenwood MV5. Đấy, Kenwood MV5. Công suất bit của nó là 450W ha. Trợ kháng 8 ohm. Mà đen chờ ban luôn ha, hàng xịn sò luôn ha. Hàng về em chưa có đâu dù luôn, còn bụi đóng luôn ha. Đấy, đâu phát sạch tưng này ha. Cái này không quan trọng đâu. Đấy, sau đây ở đây luôn ha. Sau đây ở đây mà đầy đủ. Quá đẹp luôn ha. Bộ này phải nói là cực nét, dòng loa kim âm, âm thanh rất là hay. Đang ghép với một con đẩy ground Sào Vương Miện D150A. Dòng ground này thì nó có cái R nữa mà mất R rồi. Em xin em kiếm R không ra, bây giờ em đem ra bán thành lý luôn. Đúng là nó là một bộ R bao ground R150A luôn, IC150A. Còn cái bao nó là D150A nhưng mà mất R, đợi lâu quá, bây giờ bán thành lý cho anh em luôn. Đang ghép nghe nhạc luôn. Thì con bao này á, là nếu mà đầy đủ bộ nó phải gần 20 triệu ha. Còn nếu mà có bao không thì em bán giá thanh lý lên 6.600.000 đồng ha. 6.600.000 đồng. Một con vang số Hugo V6 giá 2.2 triệu. Một mic bias 2.2 triệu luôn ha. Đấy. Và cái đôi loa này đang có giá bán tại cửa hàng 11 triệu. Đấy, giá bán chưa gồm phí ship cho người anh em. Rất đẹp, cực đẹp. Đó là chất nhạc. Bây giờ tới karaoke ha. Karaoke đây, em đã phối ghép rồi, tới xuống rồi. Linh 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái này mà đem về vừa nghe nhạc vừa hát là nhất. Đi, em sẽ hát thử một đoạn karaoke cho người anh em học âm thử chất lượng như thế nào ha.
gặp nhau lúc em chưa ra buồn và anh chưa thuộc về ai. Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em, tình mình đến dần nhạt. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, dầu dàng như đã lâu yêu từ thuở nào. Đó là chất âm hết sức ngọt ngào đó người em ha, quá hay rồi. Em đỡ cái mic sát bên luôn mà là có rất là hay ha, không có rú được chân sát bên cho người em thầm âm luôn ha. Rất là chi tiết, âm thanh rất là sắc nét, giữa kết hợp sự nghe nhạc cổ điển và hát karaoke luôn ha. Đấy, một bộ âm thanh nó cực kỳ vip. Em xin nhắc lại giá, đôi lo này có giá 11 triệu ha. Còn đại crown là giá 6.600.000 đồng. Con van Hugo V6 là 2.200.000 đồng. Và cái mic bay up vị tím đôi đầu là 2.200.000 đồng ha. Rồi ok, người anh em thông minh, người anh em có nhu cầu sở hữu thì hãy liên hệ cho ý ha, ngoài số điện thoại này ha, địa chỉ này luôn ha. Rồi rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.